Xin chào tất cả cô chú anh chị nhé ha. Hôm nay đã đến với kênh của em Hạnh, kỹ sư Hạnh khoa học khoai trồng. Và hôm nay thì em Hạnh trở lại xuống đám ớt của anh Liêm. Và bữa nay là anh Liêm hái cử thứ bảy nha bà con. À, hôm nay thì được rồi là được 1,5 tấn hơn. Và hôm nay thì cách 2 ngày, mà ngày thứ ba tiếp tục là anh Liêm tiếp tục cho nhân công hái lại. Và đặc biệt hơn thì cử này là cử thứ bảy hái rồi, thì đa số theo dự đoán hôm nay thì mình với Liêm là khoảng ớt này khoảng hơn 2 tấn nha. Cử này chẳng hơn 2 tấn, hơn 2 tấn ớt. Và đặc biệt thì cử này thì em Hạnh sẽ quyết định cho anh Liêm mình tiến hành xử lý bộ rễ lại để làm lại có hai lại nha bà con. Và đặc biệt thì cái cây ớt chúng ta đang hái bữa nay nó phải nói là lên chín rất là rộ, lên chín hầu như đỏ tươi nguyên cái dàn ớt không bà con. Ở trên cao bà con nhìn xuống nghĩa là đỏ tươi luôn, hàng ớt nó chúng ta là chín phải là rất là nhanh luôn nha. Cực này phải nói chín rất đẹp luôn. Và nhân công hôm nay thì tổng cộng khoảng hơn 30 người để hái cái đám ớt 8 công như thế này. Thì dự trù là sáng giờ gần 8 giờ, tuy nhiên hái mới được có 1 phút vậy đó bà con. Hái được mới có đoạn ngắn vậy. Nghĩa là chứng tỏ bữa nay năm nay đợt hái đợt này là nó lên rất là đỉnh, nghĩa là ớt chúng ta nó phải nói là nó chín rất là rộ luôn. Và nay cử thứ 7 là coi như là em Hạnh sẽ tiến hành cho anh Liêm xử lý lại rễ lại, khoảng 2 cử xử lý rễ lại để tiếp tục mình chúng ta hái tiếp tục vẫn hái. Thì trong thời gian hái đó thì em Hạnh đang xử lý rễ lại đây tiếp tục là lại có hai. Và sau thời gian khoảng 2 đến 3 đợt em Hạnh xử lý rễ lại cho cây chúng ta nó sung nó khỏe lại, rễ nó khỏe lại, bắt đầu em Hạnh mới tiến hành là cho anh Liêm xử lý bệ phân, nghĩa là gãi phân. Đặc biệt thì trong thời gian này anh Liêm sẽ đưa anh Liêm cho người ta là tưới qua đèo, tập trung mình sẽ xử lý cho anh Liêm đó là tưới qua đèo, là cái bộ cái cam dioxin kết hợp với một cái sản phẩm kích rễ thêm nữa bổ trợ để làm cho cái hệ thống cây chúng ta nó khỏe lại, nó bung đọt mới lại. Và ở trên thì em Hạnh vẫn tiếp tục xử lý bằng thắng thư nha bà con, tiếp tục em Hạnh xử lý thắng thư để quản lý thắng thư trái và giúp cái trái chúng ta hái mà 1-2 đợt sau là nó chín nó đẹp màu, thứ hai nữa là chắc nó cứng, và đặc biệt quản lý được thắng thư và quản lý được dàn lá. Và trong thời gian gần đây thì ở khu vực Đồng Tháp thì hầu như mưa liên tục, mưa ngày mưa đêm mưa liên tục luôn, hầu như bộ lá cây ớt hầu như khu vực ở đây là không còn đẹp nữa bà con, hầu như nó phá trơn dàn lá luôn. Tuy nhiên thì Hạnh cũng không ngại với những đám ớt như này, thì quan trọng mấu chốt ở đây đó là em Hạnh làm sao mới thu hoạch cho trọn vẹn cổ một này để làm sao mà cái ớt chúng ta nó khỏe toàn diện, nghĩa là khi mà thu hoạch hết trái rồi nó không còn trái trên cây rồi hoặc còn số lượng ít thì em Hạnh sẽ tiến hành xử lý rễ lại. Trong quá trình xử lý rễ lại thì nếu mà thấy mình phát hiện cây chúng ta nó búp đọt như này thì em Hạnh sẽ to tống phân NPK. Và như thế này, như cây thế này có thể là em Hạnh trộn tỷ lệ là 20-25 cộng với 20-10 chẳng hạn cho tăng lộ đạm lên để làm giúp cho cái cây chúng ta nó ra đọt rộ hơn. Mà sau thời gian ra đọt rộ như thế này thì sau đó mỗi một cái cặp nụ đó nó sẽ có một cặp lá nó sẽ có nụ đó, thì em Hạnh sẽ làm lại một cổ bông mới lại cho bà con. Và đợt tới là chắc chắn cái đợt tới là làm cái dàn mâm là cho nó hoành tráng lại nha con. Trong thời gian vừa rồi là nó mưa bão quá nên tính thế là dàn lá nó rụng nhiều, thứ hai nó dàn ớt lại bị sập bị ngã toàn diện hết, chính thế là cái cây chúng ta nó không còn xum xê như lúc ban đầu Hạnh đã quay được trước nữa đó. Và hôm nay thì nhân công chúng ta đang hái nha, giá cả thì chưa biết tình hình như thế nào, nhưng mà nhân công hái hôm nay là hơn hai tấn đám ớt này, khoảng hơn một đợt của nay là hơn 2 tấn ớt. Và 2 ngày nghỉ 1 ngày hái như thế, đám ớt này 2 ngày nghỉ 1 ngày hái thế. Thì xin bà con chúng ta ha, quan sát cái hệ thống mà cây trái như thế này để em Hạnh tư vấn tiếp cho quá trình mà anh Liêm làm lại cổ hai cho nó trọn vẹn. Hiện tại bây giờ thì em Hạnh nó đánh giá là coi như cổ một đang trọn vẹn rồi đó nhập con. Thế thời điểm này thì hái cử này nữa khoảng chừng 2 cử nữa là coi như kết thúc, nhưng mà cử này là nó lên đỉnh tới 2 tấn, như cử sau có thể là nó cầm ở 1,5 tấn trở lại. Thì mình tất cả chân miếng ớt 2 đợt này nữa là khoảng nó mới được 8 tấn, và thời gian tới thì có thể hái phong hộp một vài cử nữa khoảng chừng vài tấn nữa nó độ khoảng chừng ra 10 tấn đến 11 tấn ớt. Đó là đối với tình hình năm nay thôi nha, chứ tình hình như mà dự trù mà ngay ban đầu mà nếu như cái đám ớt này không bị sập không bị ngã thì có thể đám ớt này nó trúng hơn, nó tầm ở khoảng 16 tấn một công, một miếng ớt 8 công thì khoảng 16 tấn. Tuy nhiên thì đợt rồi nó sập nó ngã hết nên nó thất thoát nguyên cổ mầm ngay giai đoạn 70 ngày Hạnh xử lý giai đoạn 70 ngày rất là đẹp, tuy nhiên bị sập hết thì nó, cái dàn bông rớt hết và cả cái trái non nó cũng rớt luôn. Thì em Hạnh xin giới thiệu tất cả bà con chúng ta để quan sát cũng như là theo dõi cái quá trình mà bà con chúng ta đang thu hoạch ớt như này, rất là đông vui nhé, thu hoạch rất là đông vui. Giá cả thì không biết như thế nào, nhưng mà thấy tình hình là năng suất nó đang lên cao lên đỉnh này thì nông dân chúng ta cũng rất là vui vì đã thu còn hầu như là đang thu hoạch trọn vẹn được cổ một, trọn vẹn cổ nhục mà không thất thoát nha bà con, trọn vẹn cổ nhục cổ một mà không thất thoát. Đây là cái bọc ớt mà một số nông dân người ta hái ta đổi đây ha, để mỗi người sẽ có một cái bọc như thế này riêng, một cái bao như thế này riêng, một bao như thế này, mỗi một bao như thế là có cái số này ha, để làm dấu tên mỗi người hái, một người nào hái có tên riêng hết.
ha. Đám mới của nay phải nói là chín rất là rộ nha bà con. Trái thì em Hạnh cảm nhận cái trái rất là cứng nha, cứng và nó cứng và nó chắc lắm luôn, cuốn xanh đẹp nha. Tại nó là cuốn năm nay đợt này là cuốn tương đối là đẹp. Đỏ tươi nha bà con, nay bữa nay là chín đỏ tươi ha. Và trong thời gian vừa rồi thì em Hạnh vẫn cho tiếp tục xử lý liên tục cái combo, đó là combo kích chín nha, vẫn xử lý liên tục tới bây giờ vẫn xử lý. Và sau khi anh Liêm hái đợt này xong, là bữa nay hái xong thì em Hạnh vẫn tiếp tục cho xử lý nữa, cho xử lý tiếp tục là combo kích chín kết hợp chung với ba cái thắng thư. Trong combo sẵn nó có bộ thắng thư sẵn nha. Và thời gian vừa rồi ha, em Hạnh cho anh Liêm xử lý liên tục ha, liên tục là kích chín và thắng thư chính thế, là hầu như giai đoạn này khẳng định cho bà con hái 2 tấn này với không lựa bao nhiêu trái, chứ hầu như nó đang chuẩn đẹp luôn á. Trái chín rất là đẹp màu, chín rất là đẹp màu nha, sáng. Và thứ hai nữa là cái trái nó rất là chắc chắn nha, màu rất là đẹp, bà con thấy không, chín rất là rõ nha. Và quan trọng hai chỗ là thắng thư, em Hạnh quản lý được thắng thư, quản lý hầu như thắng thư trọn vẹn nha bà con. Chính thế hầu như giai đoạn này là anh Liêm không cần lựa, nói chung là hái như là 2 tấn mấy chứ không cần lựa. Bộ lá chúng ta trong thời gian vừa đây là mưa quá dữ nên bộ lá nó bị vàng lá rất là nhiều nha bà con. Vàng lá ghê lắm. Và hầu như đám nào cũng vậy. Bà con thấy không, có trái rất là đẹp, trái chín rất là đẹp màu nha, trứng cứng chắc. Và hầu như những trái còn lại nè bà con không? Cái trái xanh còn lại nè, nó cứng rất là cứng nha. Em Hạnh xử lý cái amino kali kết hợp isotubin với lại cái combo gọi là cái combo kích chín của em Hạnh á, là xử lý tuyệt vời lắm. Bộ thời mà nó xử lý tuyệt vời. Và giai đoạn trái chúng ta thu hoạch như này rất là đẹp, trái chắc cứng nặng ký